À, xin chào các bạn, hôm nay đại lý Cotto Tuấn Tức chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái mẫu chậu lavabo rửa mặt của Cotto mang cái mã hiệu là C001017. Thì sản phẩm lavabo Cotto C001017 này là sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu tại Thái Lan của thương hiệu Cotto. Thiết kế của cái chậu này là một cái chậu đặt bàn khá là đẹp mắt, với kích thước chiều dài của cái chậu này là 55 cm và chiều rộng là 40 cm. Lòng chậu cũng khá là sâu, với cái chiều sâu của chậu này là 18 cm. Và sản phẩm này thì nó gắn vòi rời bên ngoài và phù hợp để gắn với những cái mẫu vòi cổ cao hoặc là cổ vừa. Lavabo Cotto C001017 này thì chất liệu được làm bằng sứ ceramic, giúp bóng và giúp chống bám bẩn tốt hơn. Sản phẩm này thì nó có cái thiết kế từ mặt bàn lên tới cái thành chậu thành sứ thì nó cao 10 cm, rất là phù hợp để lắp đặt cho những cái gia đình mà có cái mặt bàn nó khá là hẹp. Và sản phẩm này hiện tại thì đang được bán tại đại lý Cotto Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua sản phẩm này có thể liên hệ vào số hotline hoặc là chỉ gặp website tdm.vn đặt hàng trực tuyến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.